xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay 28 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân của năm nay tăng 2,79%. Đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm gần đây. Lao động Việt Nam với sự nhẫn nại, lễ nghi và kỷ luật rất có tiềm năng trong lĩnh vực điều dưỡng hộ lý. Và các cơ sở y tế của Nhật cũng mong muốn tiếp nhận nhiều hơn điều dưỡng hộ lý từ Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã vĩnh biệt cuộc đời ở tuổi 94. Ông đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với những ca khúc bất hủ mà dư âm của nó sẽ còn vang vọng qua nhiều thế hệ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân của năm nay tăng 2,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm gần đây, thông tin từ Tổng cục Thống kê. Năm 2019 được coi là thành công trong việc kiểm soát lạm phát của Việt Nam khi hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2019 dưới 4% trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm nay. Bên cạnh đó, thì tổng sản phẩm trong nước GDP năm nay cũng đã đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra là từ 6,6% đến 6,8%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp trong 10 năm có mức tăng trưởng trên 7%. Giá vàng trong nước hôm 27 tháng 12 đã tăng lên 42,3 triệu đồng một lượng, mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua. Cụ thể là giá vàng miếng SJC niêm yết giá mua vào, bán ra ở mức là 42,05 và 42,4 triệu đồng một lượng, tăng 120.000 cho đến 140.000 đồng một lượng so với giá của ngày hôm trước. Giá vàng trong nước tăng do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thì thời điểm cuối năm, sức cầu về kim loại quý cũng gia tăng. Tính riêng trong năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 18% do ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như tác động của cuộc chiến này đối với nền kinh tế toàn cầu. Từ trước rằm tháng 12 âm lịch, thì ngư dân khai thác cá ngừ đại dương Nam Trung Bộ sẽ bắt đầu vào vụ cá mới. Trước mỗi vụ khai thác, thì ngư dân thường sẽ phải tập trung sửa chữa lại tàu cá để có một năm ra khơi đánh bắt trọn vẹn, an toàn. Tuy nhiên, hiện nay thì nhiều gia đình cũng đang phải xoay sở mọi cách để có thể tìm được chi phí gia cố sửa chữa tàu thuyền. Lại thêm một mùa biển nữa, gánh nặng chi phí đầu vụ đè lên trên vai của những người ngư dân. Những ngày này, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang tập trung toàn lực để sửa chữa tàu cá bước vào vụ mới. Chưa bao giờ, ngư dân phố Thanh Hải lại gặp khó khăn như năm nay. Tàu cá của anh bị nạn trong quá trình ra khơi, giờ chỉ còn lại 1/3 phía mũi. Trong khi năm ngoái, chiếc tàu này đã đại tu gần 400 triệu đồng. Việc đánh bắt năm nay gặp khó khăn, nợ cũ chưa trả hết lại thêm khoản nợ mới đã khiến gia đình rơi vào kiệt quệ. Ráng chạy dây mượn để cá một số giống để sửa chữa cho cá đi hoạt động khơi bám biển. Nợ nần thì chằm chắc nhiều lắm. Năm nay, người đánh bắt xa bờ, đặc biệt là người câu cá ngừ đại dương của ngư dân gặp khó khăn do sản lượng khai thác thấp, trong khi giá cá lại không cao, nên có đến 2/3 tàu cá thua lỗ phí tổn từ 30 đến 80 triệu đồng mỗi chuyến biển. Trong số gần 500 tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên, số hộ thiếu vốn vào vụ mới đã chiếm gần một nửa. Nhiều chủ tàu cá không biết xoay sở cách nào để ra khơi trong những ngày tới. Giờ cũng có tiền, giờ cuối năm bây giờ mình kéo lên đây là giờ còn phải ráng dây từng nóng từng lạnh đỡ, làm đỡ mà đẩy ghi xuống á. Mong muốn chính phủ nhà nước là giải quyết cái ngân sách hỗ trợ nghị định 18 cho bà con cho nhanh cho kịp cái chuyến biển đầu mùa sắp tới để bà con khỏi mất công là đi quay cái tiền bạc nóng. Lúc này do thiếu vốn, nhiều tàu cá hoặc chưa tu bổ hoặc sửa chữa chưa xong. Và đây cũng là lúc tín dụng đen có điều kiện thâm nhập vào làng biển. Một chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho ngư dân đánh bắt xa bờ vào vụ mới nên chăng phải được triển khai ở các làng biển. Làm được điều đó cũng là cách giúp nghề đánh bắt xa bờ phát triển bền vững, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Năm 2016, Bạc Liêu là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước ngọt trầm trọng, hàng chục ngàn hecta lúa và tôm bị thiệt hại hoặc là không sản xuất được. Dự báo sang năm 2020 thì hạn mặn cũng sẽ diễn biến gay gắt tương tự. Trước dự báo đó, ngay trong chiều ngày 27 tháng 12, tỉnh Bạc Liêu đã họp khẩn để đưa ra kịch bản ứng phó.
Bạc Liêu chọn kịch bản 2 với tình huống hạn hán xâm nhập mặn diễn biến trong mùa khô 2020 gay gắt như năm 2016. Giải pháp cấp bách được tỉnh đưa ra là chủ động bơm trữ nguồn nước, đặc biệt phải vận hành kịp thời hiệu quả cống Âu Thuyền Ninh Quế, công trình kiểm soát mặn giữ ngọt cho vùng trồng lúa màu ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang. Dự án Âu Thuyền Ninh Quế thì dự án này thì cũng đã hoàn thành lắp đặt cửa van, và cái dự án này thì cuối này, tháng 12 này là sẽ vận hành phục vụ sản xuất. Cùng với giải pháp công trình, tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp phải triển khai đồng bộ các phương án ứng phó khác, vì dự báo có gần 20.000 hecta lúa tôm tại Bạc Liêu sẽ bị thiệt hại nặng nề trong mùa khô sắp tới. Dù như đắp đập thời vụ thế nào, bơm chìm thế nào, khả năng nguồn nước thế nào, đang khó khăn ở đâu, bây giờ kịch bản 2 phải là trồng lúa sớm hơn, xuống giống sớm hơn, rồi giống lúa ngắn ngày hơn, các địa phương nên quyết liệt hơn ngay từ bây giờ. Từ đầu năm cho đến nay thì Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất hơn 110.000 tấn gạo với tổng giá trị khoảng gần 1.100 tỷ đồng. Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết là số gạo này dùng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai để đón dịp Tết Nguyên đán, Giáp Hạt và các dự án trồng rừng, học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra thì Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã xuất cấp trang thiết bị ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Theo đánh giá thì công tác xuất cấp cứu trợ luôn được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương. Việc xuất cấp hàng luôn bảo đảm chất lượng, số lượng, đúng đối tượng, mục đích và định mức quy định. Tổng cục Dự trữ cũng cho biết là dịp Tết Nguyên đán này sẽ rút ngắn thời gian xuất cấp từ 3 ngày xuống còn 2 ngày kể từ khi có quyết định. Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Lao động Việt Nam với sự nhẫn nại, lễ nghi và kỷ luật rất có tiềm năng trong lĩnh vực điều dưỡng hộ lý, và chính các cơ sở y tế của Nhật Bản cũng mong muốn tiếp nhận nhiều hơn điều dưỡng hộ lý từ Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã vĩnh biệt cuộc đời ở tuổi 94. Ông đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với những ca khúc bất hủ mà dư âm của nó sẽ còn vang vọng qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị, thêm một thành tựu nữa cho ngành ghép tạng Việt Nam trong năm 2019. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép phổi, đồng thời mổ sửa chữa tim cho bệnh nhân mắc tim bẩm sinh và ghép gan thận cho bệnh nhân người nước ngoài. Sau 10 ngày ghép thì sức khỏe của hai bệnh nhân đều tiến triển tốt, bệnh nhân ghép gan thận đã có thể tự đi lại. Trên hình ảnh là bệnh nhân ghép thận gan. Sau 10 ngày ghép, bệnh nhân đã tự thở, các chức năng gan và thận đã dần phục hồi. Được biết, bệnh nhân bị suy thận mạn kèm xơ gan, đồng thời có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy cả gan, thận. Ca ghép gan thận có sự tham gia của gần 100 chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Ghép đồng thời gan thận là một kỹ thuật khó trong lĩnh vực ghép tạng. Hai kíp phẫu thuật cũng riêng biệt trên một bệnh nhân, và chúng tôi phải chạy đua với thời gian để làm sao mà phối hợp các cái kíp nó nhịp nhàng, rút ngắn cái thời gian thiếu máu của các tạng, và làm sao mà trong thời gian ngắn nhất thì các tạng được phục hồi và hoạt động ngay. Trong quá trình mà khi khâu nối mạch máu thì chúng tôi lại phải có một động tác là lấy các cái huyết khối đấy ra để làm sao cho cái mạch máu mới được lưu thông một cách tốt nhất. Và ca mổ này thì cũng lần đầu tiên chúng tôi phải ứng dụng cái kỹ thuật là phải lọc máu ngay ở trong mổ để bảo vệ thận. Nếu không được ghép phổi và mổ sửa chữa tim đồng thời thì cuộc sống của bệnh nhân này đã chỉ tính bằng ngày do suy tim phổi. Ca ghép phổi và sửa chữa tim đã diễn ra trong vòng 12 giờ và ngay sau ghép, các thông số đã trở lại bình thường, bệnh nhân tỉnh táo. Trong quá trình đánh giá ghép phổi thì cái tim thì chúng ta phải sửa chữa cái tim bẩm sinh đó. Khi cái tim bẩm sinh chúng ta đóng cái lỗ thông lại và cái phổi chúng ta thay bởi cái phổi mới thì áp lực bệnh của cái phổi đó là phổi bình thường, thì cái tim nó sẽ có cơ hội để nó hồi phục, mà chúng ta không cần phải ghép cả cái khối tim phổi nữa. Hai cái cuộc mổ lớn trên một cái bệnh nhân trong cùng một cái thời điểm thì đòi hỏi các cái kíp phải được tiến hành một cách thật là nhuần nhuyễn và hợp tác với nhau một cách là chặt chẽ để đảm bảo rằng cái cuộc mổ diễn ra đúng lịch, đúng thuận lợi và nhanh chóng nhất có thể. Được biết, ngày 17 tháng 12 năm 2019, bệnh viện đã tiến hành lấy đa tạng từ một thanh niên 19 tuổi bị chết não do chấn thương sọ não nặng. Ngoài ca ghép phổi, thận, gan, bệnh viện đã tiến hành ghép tim, ghép thận cho các bệnh nhân chờ ghép.
Trong 5 năm tới, Nhật Bản cần khoảng 25.000 hộ lý điều dưỡng viên và Việt Nam là một trong ba nước mà Nhật Bản đang phối hợp để tuyển hộ lý điều dưỡng viên. Nhiều lao động trẻ có mong muốn được sang Nhật để làm trong ngành nghề này. Bằng chứng là trong 6 năm qua thì đã có hơn 1.100 hộ lý điều dưỡng viên Việt Nam được tuyển dụng sang Nhật Bản làm việc. Sau 3 đến 4 năm, nếu thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Nhật thì họ có thể làm việc cả đời tại đây. Nghe thì cũng có vẻ dễ dàng để có thể có cơ hội làm việc lâu dài ở nước ngoài. Thế nhưng thực tế thì như thế nào? Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một ngày làm việc của các Kaigo, Kango, những hộ lý điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc người già, người tàn tật tại một viện dưỡng lão ở Nhật Bản. Một công việc mà chúng tôi xin tóm gọn lại bằng 3 từ, đó là nhẫn nại, lễ nghi và kỷ luật. Tối qua bà ngủ có ngon không? Đêm dậy mấy lần? Sáng nay bà thích ăn món gì? Đây, cháu đưa về ngủ nhé. Trò chuyện, hỗ trợ ăn uống, đảm bảo sinh hoạt thường ngày, giúp nghỉ ngơi. 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, từ sáng đến tối. Không được phép đi muộn, không được nói chuyện, làm việc riêng trong giờ làm việc. Hiệp và nhiều đồng nghiệp lặp đi lặp lại công việc của một Kaijo lao động chăm sóc người cao tuổi. Đa phần các cụ là cũng bị trí nhớ mình có hạn ấy. Nên là khi mà hỏi các cụ những cái vấn đề quá là phức tạp thì các cụ không thể trả lời được. Chỉ đơn giản là cuộc sống hàng ngày, là con cháu như thế nào, làm sao, có vui không. Nghe người Nhật nói hay các cụ nói ra chừng các cụ là dần dần là quen. Cả công việc cũng vậy. Lúc đầu thì nhiều việc mình còn chưa biết làm, cách làm như thế nào mình vẫn chưa biết. Nhưng nhờ các senpai và các đồng nghiệp thì nên là em dần dần quen nhiều hơn. Mới tiếp xúc người Nhật thì gần như là người ta nói rất là nhanh, thì các bạn không hiểu được người ta đang nói gì. Thứ hai là khi trò chuyện với các cụ ấy, thì các cụ thì thường hay dùng các cái từ ngôn ngữ ngày xưa mà các bạn thì thường thường không được học. Và những lúc thế thì các bạn hay đến hỏi bên senpai tachi hoặc là đi hỏi các cái anh chị đã đi trước rồi, hoặc là hỏi nhân viên chăm sóc thì mình sẽ giúp cho. Các đồng nghiệp Nhật luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dẫn. Chẳng hạn như việc tắm rửa hay giúp vệ sinh hàng ngày thường phải bế, vận chuyển các cụ nhiều, dễ gây ra đau lưng. Thì hộ lý có thể tìm hiểu thêm tư thế nào thì tốt, ít ảnh hưởng đến cột sống nhất, hoặc dùng thêm các dụng cụ hỗ trợ, nhờ sự giúp sức của đồng nghiệp để làm công việc một cách tốt mà ít ảnh hưởng sức khỏe bản thân. Họ rất thân thiện và vui vẻ, các bạn rất nhiệt tình, kể cả chuyên môn rất chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Các cơ sở đều rất thích lao động Việt Nam. Riêng cơ sở của chúng tôi còn có cả điều dưỡng viên Philippines và Indonesia. Nhưng tôi đánh giá cao nhất là các điều dưỡng viên Việt Nam về tinh thần và thái độ làm việc. Nhiệt tâm và hết mình, các điều dưỡng hộ lý trẻ Việt Nam hòa nhập rất nhanh với môi trường chăm sóc người già tại đây, tạo sự hài lòng từ các cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Các cơ sở tiếp nhận lao động Việt Nam đều phản hồi là họ rất cần cù chăm chỉ. Và các cơ sở tại Iwamachi mong nhận thêm nhiều lao động từ Việt Nam. Có những điều dưỡng đã quyết định gắn bó lâu dài tại đây. Sau khi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia Nhật Bản, Bồn đã quyết định đưa vợ và con nhỏ từ nhà sang. Viện dưỡng lão cũng tạo điều kiện cho hai vợ chồng một chỗ ở và bố trí việc làm bán thời gian cho vợ Bồn. Đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn có thể có một cái cuộc sống năm mới nó không biết là tốt đẹp hơn hay không, nhưng mà theo em nghĩ thì nó sẽ đối với em thì là tốt hơn hồi xưa em ở Việt Nam nhiều. Với mức lương từ 32 đến 36 triệu đồng một tháng, nhiều người cứ nghĩ rằng điều dưỡng viên tại Nhật là nghề việc nhàn, lương cao. Nhưng ẩn sau đó có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả mà họ phải chấp nhận để giữ việc làm, không ngừng học tập để rèn luyện chính mình và mở ra tương lai là làm việc lâu dài tại đất nước này. Vâng, nhẫn nại, lễ nghi và kỷ luật, những tính cách bắt buộc trong môi trường làm việc ở Nhật Bản được các lao động Việt Nam quen thuộc. Đó cũng là cơ sở để họ thăng tiến trong công việc và gây bất ngờ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản. Trong các kỳ thi chứng chỉ quốc gia của Nhật thì có hơn 90% điều dưỡng hộ lý Việt Nam đều thi đỗ, trong khi mà chính người Nhật thì cũng chỉ đỗ trên 70%, còn lại nhóm Philippines và Indonesia thì chỉ đạt trên 50%. Điều đó cho thấy rằng khả năng và tiềm năng của các lao động Việt Nam trong ngành nghề này, và chính các cơ sở y tế của Nhật thì cũng đang mong muốn tiếp nhận thêm nhiều hơn nữa những điều dưỡng hộ lý từ Việt Nam.
Tại khoa nội thận, Bệnh viện Đại học Y Saitama, Đạt luôn được các đồng nghiệp giúp đỡ bởi sự ham học hỏi. Quan trọng là Đạt luôn nhanh nhẹn và thuần thục sau khi được chỉ dẫn. Sau 3 năm, cả khoa đều mong anh ở lại đây lâu dài. Sang bên này thì mình vừa học được những cái tiên tiến. Thứ nhất là những cái kỹ thuật về y tế tiên tiến, và thứ hai là cái cuộc sống nó ổn định, cái thu nhập nó ổn định ạ. Cái đấy là cái điều mà em kỳ vọng và cũng đã đạt được. Các bạn Việt Nam thực sự rất cố gắng, thậm chí còn cố gắng hơn cả người Nhật. Họ luôn cố gắng trong công việc và gần gũi với chúng tôi cũng như là bệnh nhân. Vũ Văn Minh ở Saitama hơn 2 năm. Thời gian đầu Minh rất bỡ ngỡ. Tiếng Nhật học tại Việt Nam khác với tiếng địa phương Saitama. Để hoàn thiện mình, mỗi ngày Minh bỏ thêm 2 giờ để học tiếng. Dần dần Minh đã đọc, viết, giao tiếp thoải mái với đồng nghiệp và tham gia trực tiếp vào quá trình khám chữa bệnh, điều trị ở đây. Thì hiện tại bây giờ em là năm thứ 2 thì bình thường thì buổi sáng thì cũng đi đo mạch nhiệt độ, huyết áp bình thường, rồi cũng đi chăm sóc bệnh nhân, vệ sinh bệnh nhân, rồi chăm sóc những cái vận động cho bệnh nhân. Cả 8 điều dưỡng Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa Saitama đều thi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia của Nhật. Điều này đồng nghĩa là họ có quyền ký hợp đồng với tất cả các cơ sở y tế của Nhật và làm việc cả đời tại đây. Nhiều kiến nghị đã gửi tới chính phủ Nhật về việc tăng số lượng tiếp nhận điều dưỡng hộ lý từ Việt Nam. Trong hiệp hội của chúng tôi thì có nhiều nơi không đủ điều dưỡng. Họ đã nhờ tôi giới thiệu các ứng viên từ Việt Nam để sang đây làm việc. Và tôi hy vọng rằng cả hai chính phủ sẽ sớm thúc đẩy việc này. Yêu cầu phía Nhật một số cái nội dung. Thứ nhất là có thể sẽ là hạ cái tiêu chuẩn, không nhất thiết phải là các ứng viên tốt nghiệp hệ cao đẳng điều dưỡng, mà có thể là lấy cả đến những em mà tốt nghiệp hệ trung cấp. Sau khi sang Nhật thì sẽ bổ túc thêm độ khoảng 450 tiết chuyên ngành điều dưỡng hộ lý để đáp ứng theo yêu cầu của về tiêu chí điều dưỡng hộ lý của Nhật Bản. Lưu trú của các em ở bên Nhật hiện nay là đối với cả điều dưỡng là 3 năm và hộ lý là 4 năm, mà tôi đang kiến nghị với phía Nhật xem xét là kéo dài lên như thời gian mà thực tập sinh các ngành nghề khác được làm việc tại Nhật là khoảng 5 năm, để sau khi các em thi đỗ thì có thể hành nghề lâu dài tại Nhật Bản. Một câu chuyện thành công ở viện dưỡng lão công lập Tsurumiya. Nhiều người già được chăm sóc tốt đã trở về nhà và tự lo được cho bản thân. Kết quả này có được từ khi viện dưỡng lão này xuất hiện các điều dưỡng viên Việt Nam. Bí quyết để làm việc lâu dài tại Nhật Bản là hãy nhẫn nại, chịu khó và nhiệt tâm, luôn bắt đầu mọi thứ bằng nụ cười. Vâng, thưa quý vị, Nhật Bản thì cũng vừa gia hạn tuyển dụng điều dưỡng hộ lý Việt Nam năm 2020 theo chương trình quốc gia đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, và kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 1 tới đây. Âm nhạc thì vẫn thường được xem là một bộ môn nghệ thuật giúp bồi đắp tâm hồn trẻ thơ, trở nên tự tin hơn, hạnh phúc hơn và sáng tạo hơn. Với nhiều em nhỏ đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc thành phố Hà Nội, có một nơi mà các em coi đó là ngôi nhà thứ hai, nơi các em được cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc và để cho âm nhạc cho các em thấy vẻ đẹp của cuộc sống. Và trong mắt các em thì đó là một nơi rất kỳ diệu. Cứ mỗi cuối tuần, chiếc xe ô tô của dàn hợp xướng và giao hưởng kỳ diệu lại đi vòng quanh Hà Nội để đón các em nhỏ thuộc các trung tâm bảo trợ trẻ em của thành phố đến với lớp học âm nhạc mang tên kỳ diệu. Em sợ là mình đấy sẽ không làm được theo như lời thầy cô nói. Những lo lắng, bỡ ngỡ của những bạn nhỏ như Hương đã nhanh chóng được xua tan khi các em được thực sự tiếp xúc với âm nhạc. Ra đời vào năm 2013, dàn hợp xướng kỳ diệu là dự án giáo dục âm nhạc miễn phí được thành lập với mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của những em nhỏ với hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta sẽ đứng trên một sân khấu là đẹp. Chúng ta có thể tặng món quà âm nhạc cho rất nhiều người Việt Nam, hát cho rất nhiều người Việt Nam nghe. Đấy là ước mơ của cô và thầy. Và ước mơ này không thể thành hiện thực được nếu không có các em. Từ những buổi học đầu tiên chỉ với 12 bạn nhỏ, chặng đường 6 năm đã đi qua của dàn hợp xướng đã mang đến hơn 300 lớp học âm nhạc miễn phí cho hàng trăm trẻ em trên địa bàn thành phố. Vui Ca Sing for Joy là một trong những sân khấu nơi các em được thể hiện tài năng và tỏa sáng.
Chúng tôi mong muốn mang đến hy vọng và sự tự hào cho các em thông qua âm nhạc. Ở thời điểm ban đầu, mọi thứ khá là khó khăn, vì mục tiêu của các em không phải là trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng chính tình yêu của khán giả đã tạo động lực cho các em tin vào chính bản thân mình. Âm nhạc mang đến cơ hội để các em có thể tìm hiểu một lĩnh vực mình có thể làm tốt, vì không phải ai cũng thích thú với toán học hay là khoa học. Dàn hợp xướng kỳ diệu đã làm được một điều tuyệt vời, đó là giúp mang lại cơ hội cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp xúc với âm nhạc. Tôi rất hạnh phúc khi dàn hợp xướng của trường chúng tôi được tham gia chương trình đầy ý nghĩa này. Rời khỏi sân khấu, những em nhỏ này nhận được tình yêu thương và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhưng khi đứng trên sân khấu này, các em sẽ là những người cho đi. Các em có cơ hội để gửi đi món quà âm nhạc, thông điệp về tình yêu và hy vọng cho mọi người. Thưa quý vị, một nhạc sĩ gạo cội của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam vừa vĩnh biệt chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông đã để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, che đẻ của những ca khúc để đời như là Dư Âm, Mẹ Yêu Con, Một Khúc Tâm Tình của Người Hà Tĩnh, Giáng Đứng Bến Tre. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành thời lượng để nhìn lại cuộc đời và những dấu mốc âm nhạc đáng nhớ nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được thừa hưởng truyền thống nghệ thuật của gia đình, sáng tác từ khi còn rất trẻ. Hiếm có nhạc sĩ nào như ông, viết về bất cứ một miền quê nào, một địa phương nào, cũng thành những ca khúc của mọi người, mọi nhà. Một Khúc Tâm Tình của Người Hà Tĩnh, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Giáng Đứng Bến Tre. Nhạc của ông không chỉ để cho ca sĩ, mà cho mọi người cùng hát. Bác Tý thì đúng là hơn tôi 2 giáp, tức là hơn tôi 24 tuổi, cũng là tuổi Tý cả. Người hết sức là bình dị, giản dị và rất là gần gũi với đồng nghiệp và bạn bè của mình. Nhất là với những người yêu thích ông, những khán giả mà đã từng nghe ông hát. Bài nào cũng thấy tình cảm khi cất lên nó đã rất là dạt dào. Lan Anh nghĩ rằng những tác phẩm của ông sẽ còn sống mãi với thời gian, và những thế hệ như Lan Anh và hay sau này nữa sẽ nối tiếp, cũng sẽ hát những bài hát này và sẽ luôn luôn nhớ đến nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có những ca khúc tiền chiến nổi tiếng, nhưng trên hết ông vẫn là người nhạc sĩ của cách mạng. Viết để tuyên truyền cách mạng, nhưng không hề đao to búa lớn, mà sâu lắng, dễ đi vào lòng người, nhất là những bài hát về mẹ. Chính âm hưởng dân gian, chất liệu dân gian thấm đẫm trong từng nốt nhạc của ông đã tạo nên sức lan tỏa đó. Rồi dần dần chúng ta sẽ thấy rằng là những tác phẩm của bác sẽ đi vào kinh điển. Có những cái bài dân ca Việt Nam như Bèo Giặt Mây Trôi hay vân vân, chắc chắn ngày xưa phải có người sáng tác, chứ không thể là không có người nào sáng tác cả. Nhưng người ta lưu truyền lúc đó người ta không ghi chép lại được là ai không biết. Nhưng những cái tác phẩm của bác Tý tôi nghĩ rằng là về sau nó sẽ lưu truyền trong nhân dân của chúng ta theo một góc độ. Nó đã có sức sống lan tỏa trường tồn đến như vậy. Giải thưởng Hồ Chí Minh là ghi nhận xứng đáng nhất mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho những cống hiến to lớn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ông đã vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 94. Nhưng như tên gọi một bài hát để đời của ông, dư âm của một tâm hồn nghệ sĩ lớn sẽ còn vang vọng qua nhiều thế hệ trong niềm yêu mến và ngưỡng mộ, tự hào. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên kênh YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4Go hoặc ứng dụng trên điện thoại di động VTV Go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.